Trước hết em tự giới thiệu ạ. Em là Yến ạ, sinh viên năm 3 ở viện ngân hàng ạ. Thì mục tiêu của em khi đến với khóa học pre-IELTS của cô Hồ Anh ạ, thì là bởi vì em thích học tiếng Anh ạ. Và em cũng đã biết đến cô từ trước và rất thích học cô ạ. Em là Ninh, là sinh viên năm 3 của Học viện Ngân hàng ạ. Em đến với khóa học này với mục tiêu là để thi IELTS trong tháng 10 ạ. Em là Thương, em là sinh viên năm cuối của trường Nhân văn. Mục tiêu của em khi đến với khóa học này là em tìm học bổng đi du học và tìm một công việc tốt hơn ạ. Em là Hoa, sinh viên năm thứ 4 của trường Khoa học Xã hội Nhân văn. Đến với khóa học này thì mục tiêu chính của em là để nâng cao khả năng nghe nói, để sau này sau năm 4 ra trường có thể sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ. Trong cái quá trình mà theo học khóa tiếng Anh tại NC thì các bạn thấy mình tiến bộ như thế nào và có vấn đề gì mà trong quá trình mà các bạn học các bạn gặp phải, các bạn còn khúc mắc thì các bạn có thể chia sẻ. Trong quá trình em học tại NC á thì em cảm thấy là cái điều mình học được, có cái điều mà mình phát triển được nhiều nhất thì đấy là cái kỹ năng speaking á, là kỹ năng nói, vì là trước đây thì đúng là không có cơ hội để được nói tiếng Anh nhiều và sự nói anh chưa tự tin á, thì đến lớp học thì gặp các bạn thì cũng đều giống như mình ạ, thì nên là cái sự ngại tiếng Anh đã bớt đi rất là nhiều rồi ạ. Và thực ra trong quá trình học thì cũng có rất nhiều khó khăn ạ. Thì bởi vì là thời gian trên lớp thì một buổi tầm khoảng 2 đến 3 tiếng thì thực sự là không thể nào mà luyện tập được cả 4 kỹ năng của IELTS. Bởi thế nên là cũng rất may mắn là vì trong lớp có nhiều bạn học cùng trường ạ, nên là bọn em có thể hẹn nhau lên thư viện sau các buổi học ở trên lớp để rèn luyện thêm các kỹ năng khác ạ. Trong quá trình học tập ở NC thì em hầu như không gặp vấn đề gì nhiều ngoài việc bài tập quá nhiều. Còn lại thì theo cá nhân em thì em cảm thấy tất cả các kỹ năng của em đều lên hết. Nghe nói, đọc viết thì em đều cảm thấy tốt hơn cả. Trước khi tham gia khóa học này thì vấn đề lớn nhất với em là vấn đề về từ vựng. Sau khi gần kết thúc khóa học thì em cảm thấy rằng từ vựng của em đã cải thiện khá là nhiều và em cảm thấy tự tin hơn khi giao tiếp tiếng Anh cũng như khi viết. Trước khi đến với khóa học này thì mục tiêu chính của em là đặt ra là để nâng cao khả năng nghe và nói, để có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh, bởi vì là do cái đặc thù chuyên ngành của em là học tiếng Nhật nên là trong cái quá trình học nó cũng có nhiều cái làm sao nhãng và không thể tập trung để học một hai ngoại ngữ một lúc, nên là tiếng Anh của em nó cũng giảm đi nhiều. Nhưng mà sau khóa học này thì em cảm thấy là cái khả năng speaking và cái quan trọng nhất là cái việc dám nói trước mọi người bằng tiếng Anh ấy thì được cải thiện rõ rệt. Đấy là cái mà em cảm thấy hài lòng nhất sau khi kết thúc khóa học này. Điều mà các bạn ấn tượng nhất khi mà các bạn tham gia khóa học tiếng Anh tại NC thì bạn có thể chia sẻ. Điều em ấn tượng nhất khi được tham gia khóa học ở NC đó là được học với cô Ngọc Anh ạ. Em nghe nói với cô rất nhiều ở khoa TC, chủ yếu là về áp lực cô đặt ra đối với các bạn ATC. Sau này sau khi học cô thì em cũng cảm thấy một phần điều này. Cái thứ hai đó là sau khi tham gia khóa học thì em có một số người bạn mới, thì đấy là hai điều mà em cảm thấy rất ấn tượng và cảm thấy rất xứng đáng khi mà tham gia khóa học ở NC ạ. Điều em ấn tượng nhất khi học ở NC là cảm giác bị đói ạ. Vì có những buổi học 3 tiếng em chưa kịp ăn tối em phải rất là đói, muốn tập trung vào bài nhưng tương đối khó khăn. Và đã cố gắng giải quyết vấn đề của mình. Em cũng muốn chia sẻ một điều là như thế này. Trước khi đến với khóa học này thì thực sự là em cũng không có ý định đi học thêm tiếng Anh, vì em nghĩ là chắc có thể là cái tiếng Nhật của mình cũng đủ để đi làm rồi. Nhưng mà cái buổi đi học thử đầu tiên với cô Ngọc Anh ấy thì có một điều rất ấn tượng là cái tình yêu với nghề của cô và cái cũng như là cái chuyên môn nghề nghiệp của cô, thực sự là làm cho em nhớ lại cái tình yêu với tiếng Anh một thời cái ngày cấp 3 mà em đã từng là 3 năm gắn bó, không phải 3 năm mà cả 4 năm cấp 2 ấy, là từ học sinh đội tuyển Anh lên học sinh lớp chuyên Anh ấy, suốt 3 năm ấy. Thì thực sự là cái tình yêu đấy nó quay lại làm cho em muốn theo học khóa học này. Đấy cũng là cái điều mà em là vẫn ấn tượng nhất và nó cũng theo em đến tận bây giờ khi mà sắp hết khóa học rồi. Thì cái ấn tượng đấy thực sự là cô Ngọc Anh vẫn luôn mang lại cho em mỗi trong mỗi buổi học về cái tình yêu nghề cũng như là truyền cho em cái tình yêu học với môn tiếng Anh. Bạn biết đến trung tâm tiếng Anh NC qua kênh thông tin nào và bạn muốn nhắn gửi điều gì sau khi mà bạn đã theo học tại trung tâm tiếng Anh NC? Trước khi đến khóa học này thì đến khóa học này rồi em mới biết đến trung tâm NC. Bởi vì là em
like, em theo dõi cái page của cô Ngọc Anh IEL ấy. Thì khi mà biết cô mở khóa thì theo học, rồi khi đến đây thì mới biết là khóa học này không phải của cô mà là của trung tâm. Thì sau khi đến đây thì em cũng biết được là đến trung tâm là một cái trung tâm tiếng Anh mà đã có từ khá là lâu rồi, và cũng có khá nhiều học viên theo học ạ. Sau khi kết thúc học này rồi, nếu mà có cơ hội em vẫn muốn quay trở lại đây và học thêm một vài khóa nữa nếu như mà có thể và có thời gian. Thì em cũng muốn nhắn gửi đến những bạn có thể là đã học ở đây rồi hoặc là những chưa đến đây học, thì nếu mà có thời gian và có một ý định học tiếng Anh thì NC cũng là một lựa chọn khá là tốt trong các trung tâm tiếng Anh ở Hà Nội. Em biết đến NC qua có một lần thì NC tài trợ cho một cái chương trình cuộc thi ở câu lạc bộ tổ chức ở trường em. Thì sau đấy thì em có tìm hiểu thêm về NC thì cảm thấy là thật ra thì ở Hà Nội bây giờ thì có rất là nhiều trung tâm tiếng Anh. Thế nhưng mà NC là một trung tâm khá là khác biệt, có chú trọng sâu về cái phương pháp giảng dạy, đặc biệt là phương pháp giảng dạy và đội ngũ giáo viên. Nên em đã quyết định theo học ở NC, và chắc chắn là sau này nếu có cơ hội thì nếu mà muốn nâng cao khả năng tiếng Anh của mình thì em vẫn sẽ tin tưởng và tìm đến NC ạ. Em biết đến trung tâm NC qua cô Ngọc Anh ạ. Em nghe bạn bè giới thiệu về cô Ngọc Anh đến tìm một lớp học của cô, và từ đăng ký lớp này thì em biết đến trung tâm NC ạ. Và sau khóa học này thì em hy vọng là rất nhanh, hy vọng là trong thời gian tới thì sẽ được tham gia 1 đến 2 khóa học tiếp tục của cô ạ. Em biết đến trung tâm NC qua cô Ngọc Anh, và em muốn góp ý một chuyện một chút, đó là em muốn phòng học nhìn thú vị hơn, và cảm giác khi phòng học nhìn có nhiều màu sắc và ấn tượng hơn thì học sinh sẽ muốn đến lớp học và tâm lý muốn sáng tạo nhiều hơn.